Xin chào cả nhà. Bữa nay đi gài gài gặp chuột nha cả nhà. Trời, hôm nay trời dính mưa quá trời luôn. Nay mình đi với ba mình. Ba không đi ngồi trước rồi. Không biết có mưa không nữa nè. Thấy điện chuyển mưa đen thui luôn rồi. Ba mình đang cầm mấy cái gập đi ngoài trước. Này mình cũng đi gài mấy cái chỗ phía sau nè. Nay gài 10 cái. Hy vọng là sáng nay dính nhiều như hôm qua nha cả nhà. Hôm qua dính quá trời luôn. Gài ở đây một cái nha cả nhà. Cái đầu tiên. Giờ mình đi tiếp nha. Nãy giờ trời mưa mình chỉ quay thôi, mình không có nói được nha cả nhà. Đây mình bỏ trong cái hộp chống nước á. Kín quá, nói mình nói chuyện ở ngoài không nghe. Giờ mới tạnh mưa nè. Nãy giờ mưa cũng mưa lâm râm mà không lớn. Mà cái camera của mình nói chung cũng loại thường thôi, nó không có chống nước. Sợ vô nước nó hư. Giờ mình đang đi vô trong cái vườn xài mình gài. Hy vọng là hôm nay nhiều. Giờ mình bước vô trong này mình gài ăn cái. Để có cái hàng rào. Nói chung là im lắm cả nhà. Ở đây mà tối vô săn rắn cũng có nè. Rồi, nãy giờ hình như là cười gà cũng 4-5 cái gì à. Mà mình chỉ quay lại vài cái thôi nè, nếu mà quay hết luôn thì nó lâu lắm. Phải lội xuống nước rồi.
Dạ. Đây ở đây gài có nè. Đây đường nào cũng có được. Cái này mình gài bằng mồi mít nha cả nhà. Rồi, còn có ba cái à. Gài xong hết rồi nha cả nhà. Giờ mình đi vô cái. Sáng mai mình đi thăm rồi mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ nha. Bây giờ cũng sáng rồi, giờ mình đi thăm gặp chuột nha cả nhà. Hôm qua mình gài đó. Hy vọng là hôm nay sẽ dính nhiều nha cả nhà. Giờ cũng gần 6 giờ. Cái đầu tiên. Ủa sao sập sập không dính hả? Ủa ra được nhiều quá. Có dấu răng kìa. Không? Ừ, nó sao ra được ta? Sao ra được nào trời? Ừ, ngộ đó. Trời. Có dấu ăn đó. Mình sao ra được nào được? Ừ đúng rồi. Nó phá rồi mà. Má bắt được nào ta? Cái đầu tiên sập mà không dính cả nhà ơi. Ngộ tao cái gặp này sập đâu phá lại mà. Phá luôn. Lạ nha. Cái đầu tiên vậy thôi không vui đó. Cái thứ hai dính không? Đủ mẹ nó vô nó ăn cho không không được mà. Không gầy ngố quá. Không chặt lên. Gầy 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 không mém gì. Chết quốc luôn cả nhà ơi.
Ông gà không mém. Bỏ đi. Hai cái chất quốc cả nhà. Cái thứ ba. Dính này kìa cả nhà. Cái đồ chất quốc nữa chưa. Đồ con này lật luôn mà nó không xảy ra. Chục chà bá luôn cả nhà. Đây là. Hết biết chục bự. Ừ. Ừ. Vậy không bự gì. Thằng cái chục vậy thôi chứ. Đây nè cả nhà. Chú Quốc à. Cái này dính nữa cả nhà ơi. Hai em đầu tiên. Bự mày. Bự đâu nhỏ đâu. Hai em nha cả nhà. Bên này cả nhà sáng trời sương mù quá trời luôn. Hy vọng là mấy cái đập chỗ này dính nhiều nha cả nhà. Trong này thấy im quá. Nếu mà chưa có ai gài thì dính nhiều lắm. Cái này không biết dính không nè. Dính lại dính lại. Dính này nha cả nhà. Nè cả nhà. Nhìn nín luôn. Chỗ đó không dính được thôi. Một, ba em. Giờ đi vô trong cái vườn chuối nè. Không biết là dính hay không nha. Dính không? Ha? Không dính nữa cả nhà ơi. Bữa nay chắc chết rồi quá. Không bằng hôm qua rồi. Hôm qua gài gài mà không quay thì dính quá trời. Bữa nay đi quay lại dính ít. Dính rồi. Trời ơi, dính nữa cả nhà ơi. Nó dính mà nó đào đất nó tha vô cả nhà. Cái này chục bự không à, không có chục nhỏ. Như nào? Không. Chết quốc luôn. Còn cái nào nữa không? Ơi, chết quốc rồi cả nhà ơi. Ở đây không?
biết nữa cả nhà ơi. Nãy giờ đi kiếm rồi mà nhỏ chứ không bự. Không nhỏ nữa. Về bự rồi chứ đâu nhỏ đâu. Nãy giờ nhìn xa tưởng đâu nhỏ chứ. Tưởng đâu bị lạc hơn cái chứ. Ủi văng xuống cái lỗ mình đi kiếm. Đi em không nhìn thấy. Rồi kết quả bữa nay là được 5 con. 5. 10 cái được 5 con nha các nha. Bây giờ mình đi vô cái rồi mình bắt ra rồi mình quay tiếp nha cả nhà. Đây nay đi gà cũng hơi xa xa. Kết quả của ngày hôm nay nha cả nhà. Gà 10 cái mà bữa nay dính được có 5 con à. Đây là cả nhà. 5 con. Con này nó bự rồi cả nhà, hết biết nó bự rồi. Cái này cả nhà. U đu không à. Nói chung vậy là cũng khá rồi. Đỡ hơn mấy cái clip lần trước mình làm. Lứa màu vậy đó. Rồi video của mình tới đây là kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like, comment, ủng hộ kênh mình nha. Chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ nha. Chào cả nhà nha.